BTS được hoãn nghĩa vụ quân sự là vì lợi ích quốc gia. Một quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc tin rằng BTS có thể hoãn nghĩa vụ quân sự vì nhóm làm tăng giá trị thương hiệu quốc gia của xứ sở kim chi. Theo sửa đổi gần đây đối với đạo luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, 7 thành viên của BTS có thể hoãn nghĩa vụ quân sự. Sửa đổi có hiệu lực vào ngày 23 tháng 6 năm 2021 và cho phép những người đàn ông Hàn Quốc đã được công nhận về thành tích nghệ thuật hoặc thể thao được hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho đến khi 30 tuổi. Để được hoãn nghĩa vụ quân sự theo sửa đổi mới, các thần tượng K-pop phải nhận được bằng khen văn hóa từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông thường chỉ những nghệ sĩ có trên 15 năm trong nghề mới được nhận bằng khen văn hóa. Tuy nhiên, BTS đã được trao tặng huân chương văn hóa vào năm 2018, chỉ 5 năm sau khi ra mắt, để ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc ra khắp thế giới. Một bài báo của UBI cho biết, Jung Suk-hwan, người đứng đầu Cục Quản lý Nhân lực Quân sự, đã chia sẻ quan điểm chính thức của quân đội với một tờ báo Hàn Quốc. Ông cho biết, quyết định cho những người nhận huân chương văn hóa cơ hội hoãn nghĩa vụ quân sự được đưa ra để giảm thiểu tranh cãi về việc đối xử ưu đãi. Jung Suk-hwan nói thêm rằng, việc BTS hoãn nghĩa vụ quân sự sẽ vì lợi ích của đất nước vì họ nâng cao giá trị của thương hiệu quốc gia. Trong khi đó, các thành viên BTS đã vô cùng cởi mở và trung thực về nghĩa vụ quân sự của mình. Thành viên Jin nói, nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ quan trọng đối với đất nước của chúng tôi. Vì vậy tôi cảm thấy rằng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể và làm nhiều nhất có thể cho đến khi tôi được gọi. Là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu hiện nay, các vấn đề của nhóm BTS đều nhanh chóng tạo được sự quan tâm của dư luận xứ Hàn, đặc biệt vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của các thành viên. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hwang Hee đã trả lời trên kênh YTN liên quan tới vấn đề nhập ngũ của BTS. BTS vẫn chưa gửi đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhưng nếu họ làm vậy, chính phủ đương nhiên sẽ thuận và tiến cử để nhóm được hoãn nhập ngũ. Ngoài ra, có thông tin một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ đã được thành lập để kiểm tra xem liệu các giải thưởng nghệ thuật, chẳng hạn như sự nổi tiếng và phá nhiều kỷ lục về thành tích nghệ thuật của BTS, có thể đảm bảo để nhóm được miễn nhập ngũ, tương tự như giải thưởng mà các vận động viên và nghệ sĩ cổ điển đã thi đấu trên các cuộc thi toàn cầu hay không. Thông tin này thời gian qua gây nhiều tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng, với những thành tích và sức ảnh hưởng của mình, BTS có tư cách được miễn nhập ngũ. Thế nhưng không ít quan điểm khẳng định không nên có bất cứ sự đặc cách nào. Tuy nhiên, Yonhap đưa tin, một quan chức thuộc chính phủ Hàn Quốc xác nhận các thành viên của BTS và các ngôi sao nhạc pop khác của Hàn Quốc sẽ không miễn nhập ngũ mà chỉ được hoãn. Trước đó, Hiệp hội Nội dung âm nhạc Hàn Quốc KMCA đã đệ đơn phản đối luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Dự luật này cho phép các nghệ sĩ văn hóa đại chúng hoãn nghĩa vụ quân sự. Đã có nhiều công ty giải trí phản đối luật sửa đổi vì cho rằng BTS có thể là trường hợp duy nhất được hưởng lợi từ luật sửa đổi này nên cần phải mở rộng phạm vi áp dụng. Về điều này, Bộ trưởng Hwang trả lời, chúng tôi sẽ xem xét tính công bằng, bình đẳng và xem xét ý kiến của Bộ Quốc phòng.